Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Vậy là chiếc xe VinFast VFE 34 đã chính thức ra mắt vào ngày 15 tháng 10 vừa qua, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp chế tạo ô tô của Việt Nam nói chung và đặc biệt là với VinFast nói riêng. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi so sánh nhanh những tiện ích, công nghệ và cả khả năng vận hành của mẫu xe ô tô điện VFE 34 so sánh với các đối thủ nằm ở trong phân khúc crossover hạng C sử dụng động cơ truyền thống, để xem rằng là VFE 34 đang sở hữu những ưu và nhược điểm gì. Để đến với video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. VinFast VFE 34 có mức giá bán niêm yết là 690 triệu đồng. Nếu như chúng ta đem ra để so sánh với các đối thủ nằm ở trong phân khúc crossover hạng C, ví dụ như là Mazda CX-5 với mức giá dao động từ 839 tới 1 tỷ 039 triệu đồng, Toyota Corolla Cross với mức giá dao động từ 720 tới 918 triệu đồng, Hyundai Tucson với mức giá dao động từ 799 tới 932 triệu đồng. Có lẽ chỉ cần lướt qua thôi, các bạn cũng có thể nhận được ra rằng VFE 34 đang có cái mức giá bán rẻ hơn rất nhiều so với những mẫu xe còn lại. Chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng mẫu xe E34 mặc dù được định vị nằm trong phân khúc hạng C nhưng lại có mức giá bán nằm ở trong phân khúc hạng B so sánh với những đối thủ như là Kia Seltos với mức giá bán từ 615 tới 709 triệu đồng, Hyundai Kona với mức giá bán dao động từ 636 tới 750 triệu đồng. Tiếp tới phần thông số kỹ thuật, VinFast VFE 34 sở hữu kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 4.300mm nhân 1.793mm nhân 1.613mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.610mm, khoảng sáng gầm 180mm. Nếu như đặt cạnh các đối thủ như CX-5, Hyundai Tucson và Toyota Corolla Cross thì về phần chiều dài, chiều rộng, chiều cao và phần trục cơ sở của E34 đều nhỏ hơn so với các đối thủ, chỉ có riêng phần khoảng sáng gầm là lớn hơn Tucson và Toyota Corolla Cross. Dẫu vậy thì mình cho rằng kích thước thông số đều lớn hơn, nhưng chưa chắc các đối thủ đã có không gian tối ưu hơn E34, vì thông thường xe điện không có động cơ đặt phía đầu xe. Chính vì thế mà không gian bên trong cabin xe cũng được nới rộng ra phía trước nhiều hơn so với các mẫu xe còn lại. Mẫu xe E34 sở hữu một cái phong cách thiết kế sử dụng nhiều những đường gấp khúc cầu kỳ. Điểm nổi bật của xe nằm ở dải đèn LED tạo thành hình chữ V, lấy ngôn ngữ thiết kế theo cách gọi là cân bằng động, đem lại hiệu ứng giúp cho chúng ta có cảm giác như xe đang chuyển động. Xe sử dụng cụm đèn pha full LED tích hợp công nghệ tự động tắt bật. Nếu như so sánh với các đối thủ thì công nghệ chiếu sáng của E34 ngang bằng với Tucson và Toyota Corolla Cross, chỉ thua kém so với CX-5 ở tính năng tự động cân bằng và mở rộng góc chiếu sáng. Mẫu xe điện của Việt Nam sử dụng la răng 18 inch, gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan báo rẽ và cảnh báo nguy hiểm, chỉnh điện và gập điện. Toàn bộ kính cánh cửa của xe đều được sử dụng màu tối, đem lại quyền riêng tư cao cho người dùng. Tích hợp nâng hạ kính một chạm ở tất cả các vị trí. Đèn hậu dạng LED, đèn phanh trên cao LED, cốp xe đóng mở bằng điện. Trong khi đó các đối thủ cũng đều được trang bị tương tự, tuy nhiên không có mẫu xe nào sử dụng kính cánh cửa có màu tối giống như E34. Toàn bộ phần ghế ngồi của mẫu xe điện Việt Nam đều sử dụng vật liệu da mềm, ghế lái và ghế phụ chỉnh cơ 6 hướng. Hàng ghế thứ hai phía sau có khả năng gập 60-40, vô lăng thể thao được cắt. Màn hình táp lô 7 inch dạng điện tử, màn hình trung tâm giải trí 10 inch có độ phân giải cao, hỗ trợ kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth, Wi-Fi và đặc biệt hơn nữa tích hợp công nghệ trợ lý ảo VV vô cùng thông minh. Gương trong xe chống chói tự động, cần số kiểu núm xoay, cùng với đó là hệ thống 6 loa bao quanh xe. Điều hòa tự động đi kèm chức năng kiểm soát chất lượng và lọc không khí với tiêu chuẩn Combi 2.5. Bên cạnh đó, cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai cũng được trang bị trên E34. Và nếu như so sánh với các đối thủ thì mẫu xe của Việt Nam chỉ thua kém ở phần chi tiết, đó là ghế ngồi bên lái và bên phụ vì chỉ điều chỉnh được dạng cơ học. Trong khi đó, Hyundai Tucson, CX-5 và Toyota Corolla Cross đều có khả năng chỉnh điện từ 8 đến 10 hướng. Ngoài ra, các chi tiết khác như cửa sổ trời, điều hòa tự động hai vùng, màn hình hiển thị HUD là những chức năng đều có sẵn ở một trong ba chiếc xe còn lại. Tuy nhiên, những trang bị nổi bật của E34 lấn lướt hơn so với các đối thủ nằm ở phần chi tiết màn hình táp lô dạng điện tử, màn hình trung tâm giải trí 10 inch có tích hợp trợ lý ảo VV, điều hòa có khả năng kiểm soát chất lượng và lọc không khí tiêu chuẩn Combi 2.5. Nếu để xét về những tính năng thông minh, chắc chắn không có đối thủ nào ở trong phân khúc có nhiều những tính năng tiện ích thông minh như VFE 34. Lý do là bởi vì mẫu xe này được trang bị công nghệ trợ lý ảo VV do Viện Nghiên cứu Vin Big Data thuộc tập đoàn Vingroup phát triển,
hỗ trợ hơn 100 tính năng về thông tin, tiện ích, giải trí cũng như dịch vụ và điều khiển xe thông minh. Và danh sách những tính năng tiện ích đó mình sẽ cho hiển thị bên trên màn hình ngay lúc này để giúp cho quý vị và các bạn theo dõi. VinFast VFE34 sở hữu một loạt công nghệ an toàn như sau: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ phanh khẩn cấp, chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD, chức năng kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, đèn báo phanh khẩn cấp ESS, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến đỗ xe phía trước và phía sau, cảm biến áp suất lốp, khóa cửa xe tự động khi đang di chuyển, camera 360 độ, móc cố định ghế trẻ em Isofix cho hàng ghế sau, cảnh báo chống trộm và tính năng khóa động cơ khi có trộm và 6 túi khí. Các tính năng an toàn cao cấp và hỗ trợ người dùng như thực hiện gói cứu hộ cấp cứu tự động trong trường hợp khẩn cấp, giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép, chuẩn đoán lỗi trên xe tự động, đề xuất lịch bảo trì bảo dưỡng tự động, theo dõi và hiển thị thông tin tình trạng xe. Và nếu như so sánh với các đối thủ, VFE34 đang được trang bị nhiều những công nghệ an toàn hơn bất kỳ mẫu xe nào. Tuy nhiên, vẫn có một số công nghệ mà E34 chưa có sẵn mà các đối thủ đang sẵn có như hỗ trợ đỗ xe chủ động, hỗ trợ xuống dốc, phanh điện tử auto hold, cảnh báo tiền va chạm. Mẫu xe điện của VinFast được sử dụng motor điện gắn ở cầu trước, sản sinh ra 147 mã lực và 242 Nm. Khả năng di chuyển tối đa là 285 km cho một lần sạc đầy. Xe được trang bị 3 chế độ lái khác nhau như Eco, Comfort và Sport. Sử dụng hệ thống treo phía trước kiểu Mark Wilson, phía sau kiểu dầm xoắn. Trong khi đó, đối thủ CX-5 sử dụng hai khối động cơ là 2.0 và 2.5 lít, sản sinh ra công suất tối đa lần lượt là 154 và 188 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 200 và 250 Nm, đi kèm với hộp số 6 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Hệ thống treo phía trước kiểu Mark Wilson, phía sau sử dụng kiểu liên kết đa điểm. Hyundai Tucson sở hữu 3 khối động cơ sản sinh ra công suất lần lượt là 155, 185 và 177 mã lực, đi kèm với hệ dẫn động cầu trước, sử dụng hệ thống treo phía trước kiểu Mark Wilson, phía sau kiểu liên kết đa điểm. Toyota Corolla Cross sử dụng 2 khối động cơ sản sinh ra công suất lần lượt là 97 và 138 mã lực, đi kèm với hệ thống dẫn động cầu trước, sử dụng hệ thống treo phía trước kiểu Mark Wilson và thanh cân bằng, phía sau bán phụ thuộc dạng thanh xoắn với thanh cân bằng. Như vậy, với những thông tin thông số kỹ thuật trên, các bạn cũng có thể thấy rằng là mẫu xe điện VFE34 đang có một cái khả năng vận hành ở mức khá khi xếp sau hai mẫu xe là CX-5 và Hyundai Tucson về mặt công suất mã lực. Tuy nhiên, mẫu xe điện của Việt Nam lại đang sở hữu những con số có phần nhỉnh hơn so với Toyota Corolla Cross. Ở phần hệ thống treo, tất cả các mẫu xe đều sử dụng phía trước kiểu Mark Wilson. Tuy nhiên, các mẫu xe lại đang trang bị cho mình kết cấu hệ thống treo phía sau mang nhiều điểm khác nhau. Cụ thể, E34 sử dụng kiểu dầm xoắn, Toyota Corolla Cross sử dụng kiểu bán phụ thuộc dạng thanh xoắn với thanh cân bằng. Còn lại, hai mẫu xe đó là CX-5 và Tucson sử dụng kiểu liên kết đa điểm. Như vậy, chúng ta có thể kết luận được rằng là hệ thống treo phía sau của E34 và Toyota Corolla Cross là ngang nhau. Còn lại, hệ thống treo của CX-5 và Tucson có phần cao cấp hơn. Tiếp tới, đến phần hệ thống dẫn động, chỉ có riêng CX-5 phiên bản 2.5 Signature có mức giá bán là 1 tỷ 059 triệu đồng. Là được trang bị sử dụng hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Còn lại các mẫu xe khác đều sử dụng hệ thống dẫn động cầu trước. Cá nhân mình cho rằng CX-5 bản 2.5 có mức giá tiệm cận hạng D, cạnh tranh với cả Honda CR-V và Honda Santa Fe. Chính vì vậy mà xe mới được trang bị hệ thống dẫn động AVKD, hay còn gọi là 4 bánh toàn thời gian. Cá nhân mình cho rằng VFE34 có rất nhiều điểm mạnh trước các đối thủ, đặc biệt là những tính năng liên quan tới trợ lý ảo VV. Bên cạnh đó là một mức giá bán hấp dẫn rẻ hơn khá nhiều so với những đối thủ ở trong phân khúc crossover hạng C. Tuy nhiên, nhược điểm của xe điện lại là hệ thống chạm sạc chưa rõ có đủ để phục vụ kịp thời cho nhu cầu đi lại của người dân hay không. Liệu việc cho thuê pin mỗi tháng với chi phí là 1 triệu 450.000 đồng nếu đi quá 1.400 cây được tính phát sinh lên 998 đồng một cây số có hiệu quả với kinh tế hay không? Thì câu trả lời đó còn cần minh chứng cụ thể và trải nghiệm thực tế. Cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi video clip của chúng tôi. Nếu có ý kiến bình luận gì thì hãy vui lòng chia sẻ ở phần phía bên dưới nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.